Hello, hello anh Đâu An. Nghe. Ủa nghe hả? Tưởng đâu anh bị rớt cái bị gì? Đó, cho đâu bên nhà máy bây giờ mở ra nè, bắt đầu phá đi. Phá đi, thấy cái cảnh bên Việt Nam á còn hiền lành, còn bên đây phá luôn, quá nó đập. Quá nó đập cho gãy giò. Cái gì bên Hoa thì giờ mấy anh anti-fan lại ngồi cầu chờ cho chuyện số sàn đi xuống đó, mấy anh ngồi khen thấy nhất. Cái này là bên Hoa ơi, thật ra thì mình nói một câu thực tế là vấn đề mà khi đã lên tham gia chứng khoán, gọi lên sàn á, thì cái chỉ số, chỉ giá gì nó lên xuống là cái chuyện của bình thường. Cái chuyện đó chỉ là cái chuyện bình thường, không có gì hết á. Nhưng mà qua câu chuyện đó thì rõ ràng thì thấy bản chất, mình chúng ta thấy rõ thêm cái bản chất của tụi sọ lá này nó như thế nào nữa, bên ngoài phải không? Đúng không? Đó, coi như là nó lụi tàn rồi. Rồi cái, mình nói sao ta, tức là cái não của tụi nó thiệt, như tôi qua từng nói đúng thiệt, không có sai đâu, mọi người nghĩ đi, không sai đâu. Gần 60 năm rồi mà tụi nó vẫn là ba que, không lên được ba que mốt. Tư duy tụi nó lụn bãi. Vậy càng xuống còn hai que mấy thôi, với anh kêu lên ba que mốt, anh làm gì nó có sàn chứng khoán nha. Thôi kỳ vậy đó, thì thà như vậy đi, nó lên được cái mình cũng nể việc ra, biết không, là để sao lực lượng ba que chúng tôi nói được là làm được, và chúng tôi tin tưởng rằng một ngày rằng người ba que sẽ không còn xa, thì còn mình còn nghe chấp nhận được, đúng không? Qua đi qua lại, tại vì nhìn lại mấy chục năm nhìn lại họ đi qua lại vẫn là ba que, và thậm chí nó còn xuống giá nữa, việc này xuống giá tăng mà còn xuống đâu mà không phải à, sàn xiết kiểu lạ trời. Cái này chắc phải anh đề nghị anh Sư Xá Di Tân đúng không, lập ra là gọi là cái sàn trên mạng đi, không mời mấy ông ba que vô, ông đưa đấu giá lên sàn để cho người ta biết coi cái giá ba que hiện nãy nó bao nhiêu rồi. Người ta làm, người ta tạo công ăn việc làm, bây giờ người ta qua bên tới Mỹ, người ta tạo công ăn việc làm luôn đó, có ngon ra đấu tranh đi, ở ngay trước mắt mình luôn á, kèo ngon luôn á. Kéo nhau đi biểu tình đi, kéo nhau đi biểu tình đi. Tại sao các người Mỹ lại đi bưng bô cho Việt Cộng, bưng bô cho cộng sản, đấu tranh ngay mấy cái dealer, mấy cái cửa hàng bán xe, đúng rồi, một nè, đấu tranh ngay cái chỗ mà đang ủi đất xây nhà máy là hai nè, tới ngay cái chỗ mà tòa cái chỗ làm việc của cái ông thống đốc tiểu bang North Carolina đó, cái ông mà dám cho VinFast ra xây dựng nhà máy đó, đấu tranh ở đó, đấu tranh luôn kéo mấy ông cha nhà thờ, mà cái chỗ cái nhà thờ mà tự nhiên cái ông ấy di dời chi để cho nó ủi đất rồi nó làm chi vậy, cứ nằm lì ở đó cho tao. Đó, đấu tranh toàn là kèo ngon không á anh Tây Quang. Đúng rồi, giờ nè, tụi nó mà bệnh á, biết ra biết không, tụi nó mà bệnh á, biết sao không? Kéo mẹ cái tàu Nhật Tạo ra trước cái đường ra vào nhà máy VinFast á, đặt ở Mỹ á, đặt cái tàu Nhật Tạo đó. Đó, để làm gì? Để khách hàng tới lui, khách hàng tới lui, khách hàng đối chiếu vô đó, khách hàng thấy, đúng, á, mấy ba que đây nó ngon ta, nó sản, bây giờ nó sản xuất được tàu chiến luôn rồi. Còn Việt Nam bây giờ mấy chục năm mới sản xuất được cái ô tô điện, bèo, đúng không? Nghèo vụ này cũng hơi căng à. Không thể. Thời tiết mấy bữa nay ở bên kia á, North Carolina đó, nó cũng chập chờn lắm. Anh thấy không? Ở chỗ mé bên East bên miền Đông á, mấy bữa trước nó mưa, nó ngập tróc đường luôn. Anh kêu nó lôi chiếc tàu Nhật Tảo ra, đặng hồi nó rã ra hết hả đại ca? Dạ. Ông nói sao với ông cái này là ông xuyên tạc, ông xuyên tạc mấy ba que, tôi không đồng ý nè, tôi không đồng ý ông cái khoản này nè, nói gì thì nói, cái tàu Nhật Tảo người ta cũng làm rạn danh ba que suốt bao nhiêu năm nay, và người ta mang đi diễu hành vào các dịp lễ, nó có rã đâu. Ông cái này ông xuyên tạc. Em không biết chứ, mỗi lần mà lôi ra là phải nghiên cứu thời tiết căng lắm á, chứ ông đùa đâu. Thôi ông ơi, tôi không đồng ý với khoản này. Người ta lôi ra, người ta nghiêu ngao 1 tiếng 2 tiếng rồi bắt đầu người ta cho chạy thẳng vô nhà, người ta đậu đó luôn.
Không, đem không. ra ngoài trời đậu ở đó hết ngày này qua ngày kia, mẹ sợ đêm tới sáng sương nó thấm vô một cái là ồ quá nó rã không. Ra thành không. cái này tôi không đồng ý với ông rồi. Người ta nói rất là rõ ràng, nghe người ta công bố người ta biểu diễn rất là rõ ràng. Bao nhật bảo của chúng tôi là bao nổi bao chạy luôn. Ông mưa gió ăn nhậm gì à, nhưng mà nó bao chạy bằng chân. Nó bao chạy bao nổi bằng chân, đúng không? Đó là giờ bất cứ giá nào đi nữa là tụi nó sống chết, tụi nó là chui vô, nó cử được lượng, nó chui vô con tàu đó, đội chiếc tàu đó lên, đầu bên nước nào mà chìm cho được. Người chìm chứ nước không, cái tàu không có chìm. Ông xuyên tạc. Okay, ông vậy ông xuyên tạc rồi okay. Ông cái này tôi phản đối ông nè. Đây nè, ông đưa anh này lên coi ảnh nghiên cứu cái tàu Nhật Táo ra làm sao đây nè. Ông cứu mày rồi đó, ông cứu mày rồi đó. Ông chịu hết nổi. Hello, em hello. Chào hai ông anh nhé. Chào anh Việt Nam, chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị. Ồ, cả ngon đấy. Cái càng ngon trong, cái càng ngon đu một phát một là lên liền. Kêu thả cái mép càng cái bám vô văn bay luôn. Đúng. Lo nói chuyện với ông Thơ Quang nè, ông cứ lo cái tàu dịch tảo của cái đám kia không à, đâu thấy chung gửi yêu cầu đâu. Rồi, mời chú. Em thấy cái tàu Nhật Tảo á là bữa nay nó bận rồi. Nó bận. À, bữa nay bận rồi. Bữa nay hình như là đang cái gì mà chốt chặn ở khu vực biển Đen, biển Đeo rồi đó, dạng như kiểu là chặn Nga rồi không cho đi ra khỏi lãnh thổ gì đó. Ông, em bữa nghe giang hồ đồn đại không biết phải không? Vậy luôn á. Ờ, chỗ ghê lắm anh. Nói gì nói chứ cái mấy anh ở bên đó, mấy anh thuộc dạng toàn là hàng khủng mà đâu chứ hàng bình thường đâu. Đó, toàn hàng bởi vậy chung thấy anh phản đối việc ra xuyên tạc mấy ông ba que vậy là anh không có chịu rồi. Chung đồng ý không? Đúng anh, ai chơi xuyên tạc anh chi tội. Nhưng mà em thấy tức cười này nè, em thấy tức cười thế là anh các anh nhớ cái hồi mà ngày xưa như mấy cái vụ như Formosa Hà Tĩnh đúng không anh? Đúng rồi. Nó kích động, nó kêu người dân ra đường là biểu tình này kia để chống Trung Quốc nha. Mà trong khi đó là giữa Formosa với Trung Quốc nó không có liên quan gì với nhau nha. Chính xác. Nó chống, nó kêu là chống rồi nó kích động người dân Việt Nam mình vô đập phá nhà máy các kiểu, các cơ sở kinh doanh của các cái công ty á. Thế nó làm cho cái thứ nhất là cái công ty khi mà nó bị như vậy á, thì nó giống như nó rơi vào tình trạng hỗn loạn, nó không có thể hoạt động được. Đấy thì người dân mình, đầu tiên là người dân mình đã, là các anh ấy thiệt thòi, là các anh ấy thôi thì bình thường các anh đi làm đến tháng các anh nhận lương, giờ các anh nghỉ luôn khỏi làm, nhà máy người ta đâu mở cửa đâu làm. Cái thiệt hại đầu tiên là của các anh đã, đúng không? Rồi tới thứ hai là cái quan trọng là nó ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự ở địa phương. Vậy mà một số thành phần á, nó cũng vô, nó nhảy vô, nó theo, xong rồi đến khi bị cơ quan chức năng xử lý, bắt đầu anh biết nó đi đâu không anh? Đủ bọn đó nó làm gì có càng ngon nha anh em mình. Nó chơi cuốc không à. Nó chơi cuốc mà, nó quốc bộ sang Thái Lan với Campuchia, nó vòng qua Thái Lan đó, toàn chơi gì đó bài chung ơi, cái đầu nó đâu mà địa đạo đi cái nào đi nè đào địa đạo luôn. Mà bây giờ nó lên, nó ra rả, nó chống VinFast từ ngày VinFast bắt đầu bắt tay vào làm xe này, xe hơi này, xe điện này, nó lên nó kêu là bìa cắt tông rồi tùm lum hết, chung quy nó không còn cái gì mà nó không nói được hết á, nó nói cao, các kiểu luôn. Mà sao giờ VinFast người ta, một là người ta lên sàn, thứ hai nữa là người ta đã đưa các cái loạt xe sang để người ta bán ở bên đó, thì sao không, bây giờ rồi người ta mở thêm cái các cái nhà máy ở bên đó nữa, sao mấy ông mày không tới đó đập phá mà chống đi, kéo hết họ hàng hốc qua đó mà phá mà chống. Ở Việt Nam xa lắm, bọn mày không có tiền về đâu, ở bên nó gần, qua nó phá, qua nó chống. Xin nhà luôn, đúng không? Nghe xin nhà luôn. Quân lực đã xin mà xạo. Đã xin nhà mà không dám đá, mà mày đặt đòi toàn đi suối, người ta hay có nói câu là suối trẻ con cứt gà. Mà mấy thằng ở Việt Nam cũng nhiều thằng nhìn nó nói là anh em cô chú thông cảm nha. Em không có ý xúc phạm ai đâu, nhưng mà thực ra mà nói là những cái thành phần đúng là nhiều khi đầu hai thứ tóc, nhưng mà đúng thiệt, chắc nhìn thấy cứ gà sáp mà cũng thấy ngon hay sao á. Ủa mà nó ở tít đâu á, nó ở tít đâu nha, mà nó xui các ông cũng làm. Mà trong khi đó Formosa phê, nó của Đài Loan mà kêu do chống tàu, nó cũng ra đại sứ quán Trung Quốc làm tùm lum hết. Thấy cái có thể nói là cái thiển cận á,
nó thiền cận, nó suy nghĩ nó thiền cận, nó không có tìm hiểu, xong rồi nó giống như kiểu là trở thành cái tay sai ấy, cái nô lệ, nó giống như kiểu cái công cụ cho mấy cái thằng ở bên kia nó lợi dụng. Xong bắt đầu anh biết không, nó đưa được vài clip lên YouTube rồi nó kiếm tiền thôi, gì đâu, toàn là mấy thành phần đó không à. Thế tại sao bây giờ bên Mỹ đó, bên Mỹ bên Đức các thứ đó, các anh nhảy vô, các anh chống đi, các anh đập đi, các anh kêu ở bên nó tự do lắm, thích làm gì làm mà, thích nói gì nói mà. Ở bên Canada nữa, Canada cần thêm cái thằng mà tối ngày ngồi cứ lôi VinFast ra đó. Ủa mà cái thằng mà bị bây giờ đeo cái đồng hồ Rolex ở dưới cái chân á, đi ra ngoài một cái là cảnh sát nó tới nó nắm đầu liền. À thằng Phi Đồng đúng không anh? Thằng Chục Đồng á. Ừ đó, nó cũng làm dữ lắm, làm biết bao nhiêu lâu, từ nào giờ nghe rục rịch vụ VinFast một cái thôi, bây giờ cũng không biết sao rồi, không biết nữa. Nói chi trời. Không, chính ra là em thích mấy anh em này lắm anh. Em thích lắm. À, từ những cái hành động á, cái lời nói của bọn nó khi như vậy á, thì giúp cho nhiều người người ta thấy được cái vấn đề là bản chất của bọn nó càng ngày nó càng rõ ra anh. Ngày xưa đó thì cái mạng internet nó không có phát triển, thế là nhiều người người ta cũng hay bị lôi kéo dụ dỗ này kia lắm, nhưng giờ nó lòi ra hết rồi. Ngày nào nó cởi chuồng đi tắm mưa hết mà, ai người ta không nhìn thấy đâu. Đúng rồi, nó có cái hay của nó. Bây giờ á, nhiều người họ nhận ra, nhiều người họ nhận ra, họ thấy, họ biết. Giống như bên hải ngoại cũng vậy nữa, nhiều người họ biết lắm. Bây giờ á, Trung thấy không, chống thì chống này cái nọ một số nhỏ, có nhiều người họ không có quan tâm. Họ thấy tụi này nó làm riết cũng y như là làm ba cái trò rùi. Tại sao? Tại vì á, người ta cũng nhìn, người ta thấy, người ta nhìn, người ta thấy nó phát triển. Đúng, cái gì nó phát triển mình nói là nó phát triển. Cái gì nó không tốt thì mình thấy nó rõ ràng không tốt. Nhưng mà ở đâu cũng vậy, chứ đâu phải là chỉ có ở Việt Nam những cái chuyện không tốt xảy ra. Trời ơi, ở bên này nó cũng xảy ra, ở bên này hà rầm mỗi ngày, hàng ngày nó xảy ra biết bao nhiêu là cái chuyện mà bây giờ nó ba cái vụ mà công an việc làm ở bên đây nè, rồi cái gì, những nhiều người họ bị mất việc làm nữa, rồi bắt đầu cái đám chích thúc nó ra, nó quậy phá, nó cướp, trời ơi, nó cướp trắng trợn luôn. Nó cướp trắng trợn luôn, nó đèn cái ông già tới đang đứng lơm khơm đi chợ ra, cầm cái chìa khóa mở cửa xe. Ồ mà cái nó mà ổng đi tay không thôi, nó không có giật được gì á. Nó đi thẳng tới sau lưng ổng, nó thò tay vô cái túi quần ở đằng sau, nó lôi cái bóp ổng ra, mà nó lôi cái giày dằn co hoài luôn. Nhìn cái video đó mà cười chết á. Ô, nó cướp bằng được đúng không anh? Nó cướp bằng được đúng không? Bằng được, nó không sợ cái gì đó. Nó đứng, nó dây dưa, nó lôi cho bằng được cái bóp ổng ra rồi nó mới chịu. Ổng thì làm gì lại, nó ủ lơ tơ bơ, nó vọng cho một vọng mà khổ nữa. Mà cái chuyện đó thì nó bữa trước mỗi ngày. Bữa trước em có nghe cái clip biết. Nói chung sao rồi? Nói xong cái ngán sô cô la luôn hả Bình Hoa? Mạng xã hội Hello Trung, Trung còn đó không? Chắc ông bị rớt hay sao rồi? Đó thì giống như Việt Rai nói á, bây giờ á, người ta nhìn người ta thấy hết. Chơi live giờ này khó chịu quá hả? Ông chơi live giờ này khó chịu quá hả? Trời ơi, thì anh thông cảm, em rảnh giờ nào thì em nghiêu ngao giờ đó. Em lái xe xa nữa cho nên em buồn em like, đâu biết đâu.
thì anh em rảnh thì lên lên chơi mà trung chắc rớt rồi. Thì đấy, nó xảy ra đều ở bên đâu cũng vậy hết. Bên Mỹ bây giờ nó khó khăn, lạm phát, rồi gãy càng rồi ha. Bên Hoa đúng rồi, gãy càng rồi. Mấy ông này đu được càng thì càng xịn đó, bên Hoa càng xịn đó, nhưng mà đu chưa có trình cho nên bị rớt, bị tuột tay thôi chứ không sao đó. Hồi kiều kiều đu lên lại giờ. Cái gì cũng không có mà cái độ ăn hại là số 1, đúng rồi anh nhà quê. Ok. Đó. Cái này Trung kinh nghiệm nè, bảo đảm Trung nó đu chắc luôn đó. Thấy không? Em chào lại anh Việt Trai với cô chú anh chị nha. Rồi, tại em có cái điện thoại bị tụt tay. Dạ, không? À, có cái điện thoại cái là bị tụt cái tay, tụt cái tay bám cái càng khổ vậy. Đó, như anh Thư nói giờ này live là cũng rất là khó chịu, tại giờ này live ở bên Việt Nam nó rơi vào tầm sáng anh, thế thành đúng ra rồi. Là công việc này kia nữa lên nó khó. Nãy anh em mình đang nói chuyện dở, cái là cái chuyện mà thực ra những cái việc ở bên Mỹ đó nó xảy ra thì em công nhận là hàng ngày nó cũng có nhiều vấn đề nó xảy ra lắm, nó cũng có tích cực có, tiêu cực có, cái đó mình phải khẳng định là như vậy. Thì ở Việt Nam cũng vậy thôi, cái chuyện này nó cũng hết sức bình thường hết á, nó không quan trọng là cái giống như một số thành phần nó chống phá nó lên, nó cho rằng là những cái người vi phạm như vậy á, là do đảng hay do nhà nước hay do chế độ giáo dục. Thế thì ở nước Mỹ á, người ta có dạy người Mỹ làm những việc đó đâu mà sao người ta vẫn làm, mà thế có đổ cho chế độ giáo dục Mỹ được không? Sao các anh, nhiều anh suy nghĩ tức cười lắm. Có nghĩa là ở Việt Nam á, là do thể chế, do tập thể. Nhưng mà ở bên Mỹ á, là chuyện đó chuyện bình thường và người ta không quan tâm chuyện nước Mỹ. Vui lắm, em nói chuyện với mấy anh cũng nhiều vấn đề thấy cũng vui. Còn thực tế ra mà nói á, thì anh Vượng á, anh Phạm Nhật Vượng bây giờ anh ấy làm ăn rồi, cái công ty VinFast của anh nó đưa lên sàn chứng khoán á. Thì thực ra mà nói với tư cách của người công dân bình thường thì em thấy mừng cho anh thôi. Bởi vì anh ấy làm ăn được thì anh cũng góp phần phát triển kinh tế đất nước, rồi tạo được một số công ăn việc làm cho bà con. Thì cái chuyện đó nó hết sức bình thường, nó không có gì hết á. Thì khi mà đã lên sàn rồi á, thì chứng khoán thì nhiều người chơi thì cũng biết rồi, lên lên xuống xuống nhiều người rồi còn buồn quá như toàn trèo lên lầu nhảy xuống mà. Cho nên là đúng công ty VinFast hay các công ty khác như vừa rồi, một số ngân hàng ở Mỹ người ta phá sản, nó cũng chuyện bình thường, không có gì cả. Bởi vì làm ăn thì nó có lúc lãi lúc lỗ, rồi thậm chí là nếu như mà không may thì có thể là không hợp thời thì người ta còn sụp luôn. Cái chuyện đó hết sức bình thường, đó là việc làm ăn kinh tế. Nhưng mà nhiều thành phần nó buồn cười lắm, có nghĩa là mồm thì lo cho dân tôi đấu tranh cho dân tôi chỉ mong cho người dân Việt Nam được như thế này, được như thế kia. Mà bản thân nó cái đầu tiên á, bản thân nó ở bên các nước đó thì nó mạt kiếp luôn. Thì nó không bằng cái một góc của cái người bình thường ở Việt Nam nữa. Là thứ nhất, thứ hai nữa là mồm thì nói là một chuyện, nhưng mà cứ hở ra Việt Nam mà có cái gì á là nó không chịu. Giống như kiểu cái xe VinFast cũng vậy, nó kêu hết là thạch cao này, rồi là toàn đồ Trung Quốc này, kỹ sư Trung Quốc này, cái tùm lum hết. Có nghĩa là bọn này nó một thời gian nữa em nghĩ là chắc nó không còn bài gì nó nói nữa rồi. Bởi vì gần như các bài nói hết rồi, trước đây thì người ta không biết. Thì ok, người ta nghe, người ta theo, nhiều chứ, nhiều người người ta nhẹ dạ cả tin người ta theo anh thôi qua anh Việt Rai. Nhưng đúng mà rồi. Sau này thì khi người ta nắm bắt được rồi, người ta thấy được cái bản mặt thật của bọn nó rồi thì người ta dần dần là người ta cũng lãng nhiều chứ. Em thấy số đúng lượng rồi. mà theo bọn này giờ càng ngày càng lãng nhiều á, còn cái số giảm, lượng mà qua các view thì giảm chứ. Chứ còn số lượng view ở trên các cái like thì em không có dám đánh giá là như nào cả. Bởi vì ấy. Thì thôi em lên chơi với anh xíu nha. Rồi cho em xin phép chào anh Việt Trai với cô chú anh chị. Em có việc em phải chạy ra ngoài á. Rồi, cảm ơn Trung nhiều. Lên tham gia. Dạ.
Rồi, ok, chào Trung.